Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ nói về mô hình kinh doanh online của dropshipping là gì, dành cho những cái bạn mà mới bắt đầu tìm hiểu về cái mô hình này. Thì hiện nay thì có rất là nhiều cái hình thức, nhiều cách để chúng ta có thể kiếm tiền online uy tín và bền vững mà chúng ta có thể làm, ví dụ như là làm bán hàng trên Amazon này, bán hàng trên eBay, bán áo thun, làm YouTuber này, rồi là affiliate, và dropshipping là một trong những cái cách để chúng ta có thể kiếm tiền online và mang lại cái thu nhập ổn định. Vậy dropshipping là gì? Đây là một cái hình thức kinh doanh bán hàng online dành cho những cái bạn yêu thích và có đam mê kinh doanh online, và chúng ta không cần phải có nhiều vốn, không bắt đầu không cần phải nhiều vốn và không cần mở cửa hàng, cũng như là không phải thuê mặt bằng, cũng như là chúng ta sẽ không cần phải thuê, không cần phải nhập sản phẩm về kho, và chúng ta sẽ không phải lo về khâu vận chuyển hàng hóa. Thì để bắt đầu kiếm tiền với dropshipping đấy, thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị, đó là cần một cái store online, tìm một nhà cung cấp sản phẩm uy tín trên AliExpress để nhập sản phẩm lên store, và sau khi mà khách hàng họ mua hàng trên store mình thì chúng ta chỉ cần nhập thông tin địa chỉ của khách hàng lên nhà cung cấp trên AliExpress, thì nhà cung cấp AliExpress này nó sẽ phụ trách cái nhiệm vụ là giao hàng tới tay khách hàng cho mình. Và cái công việc của chúng ta sẽ là tập trung marketing sản phẩm, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Cái lợi nhuận ở đây chúng ta thu được là thông qua cái việc mà chênh lệch giá bán giữa giá bán trên store và giá bán nhà cung cấp trên AliExpress. Ví dụ như là mình có ví dụ đó là ví dụ chúng ta nhập cái giá một sản phẩm trên AliExpress là 5 đô và chúng ta bán trên store của mình là 15 đô, là như vậy là cái lợi nhuận của chúng ta đã là 10 đô rồi. Đấy, đấy là cái lợi nhuận của chúng ta. Vậy thì cái hình thức kiếm tiền dropshipping này thì phù hợp với ai? Đối với cái hình thức kiếm tiền này thì dành cho những cái bạn mà có yêu thích và đam mê về kinh doanh online, đấy, muốn thử sức kinh doanh online. Thứ hai là dành cho những cái bạn mà làm MLM lâu năm rồi. Đấy, dành cho những bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm làm kiếm tiền online với những cái hình thức khác rồi, và các bạn ấy muốn chuyển qua một cái hướng mới thì có thể là tham khảo cái mô hình dropshipping này để có thể phát triển. Tiếp theo cái slide này mình xin phép với ai một chút, đó là trong thời gian vừa qua thì tính đến cái thời điểm hiện tại thì bên mình hiện tại ấy, thì website và group bên mình, group kiếm tiền Shopify đã hoạt động cũng gần một năm rồi và đã chia sẻ rất là nhiều bài viết và các khóa học và Shopify free training dành cho những cái bạn, những cái người mới bắt đầu tìm hiểu với về Shopify, và nhận được rất là nhiều những cái hướng tích cực từ phía cộng đồng, và mình đã hỗ trợ được rất là nhiều bạn có những cái thu nhập ổn định khi mà làm dropshipping với Shopify. Trong năm 2018 này thì bên mình có học Shopify All-in-One, từ cơ bản tới nâng cao, dành cho những bạn mà mong muốn xây dựng và phát triển, muốn làm Shopify lâu dài với hình thức dropshipping Shopify này. Thì cái khóa học Shopify này ấy, thì bên mình sẽ tập trung vào các vấn đề, có những cái vấn đề đó là về product research, tức là to use store, về traffic. Traffic đây thì chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta xây dựng traffic thông qua marketing, đó là VOS này, Instagram ad, sale, Pinterest và email marketing. Và chúng ta và trong khoa học này thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo phễu thu thập thông tin email khách hàng. Đối với cái khóa học này thì hiện tại thì các bạn có thể là tham khảo thông tin khóa học tại cái website là khoahocshopify.com để tham khảo với các cái nội dung về khóa học của bên mình và giá khóa học và thời gian học. Thì mọi cái thông tin chi tiết hơn về khóa học thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại của mình hoặc là có Facebook của mình, thì bên mình sẽ giải đáp những thắc mắc cho các bạn về cái thông tin khóa học này. Ok, thì như vậy là cái video của ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề khái niệm dropshipping là gì đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.